làm chứ đây. Dạ. Tới lúc có nhiều đơn hàng mà không có lao động là mới căng lắm anh. Xã xuân đến tôi thắm nhiều. Xuân ta hát câu Thái Hòa. Ngày vui tươi thắm non nước nhà. Nắng xuân về trên muôn hoa. Nắng xuân về trên muôn hoa. Năm mới 2023 đã cận kề. Với tinh thần đón chào một khởi đầu mới với bao điều hứa hẹn. Còn gì tuyệt vời hơn là lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đầu tiên của năm cùng với người thân, bạn bè. Nếu không có dự định đi chơi xa trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, bạn có thể đổi gió bằng cách trải nghiệm các điểm du lịch gần thành phố Hồ Chí Minh để chào đón một năm mới thật phấn khởi. Dân, đây chính là điều mà Mỹ Hòa và Hoàng Hiếu sẽ chia sẻ cùng quý vị ngay sau thông tin về những điểm đến thú vị mà ban biên tập chương trình vừa tổng hợp. Mời quý vị cùng nghe. Thưa quý vị, sau gần 2.000 ngày chuẩn bị, phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi chính thức khai máy vào ngày 18 tháng 12 vừa qua. Với những cảnh quay đầu tiên ở rừng tràm Trà Sư, An Giang, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết sau nhiều ngày khảo sát bối cảnh, ekip quyết định lựa chọn rừng tràm Trà Sư để thể hiện chất rừng như tiểu thuyết. Vì nơi đây vẫn còn lưu giữ nét đẹp hoang sơ và hùng vĩ về rừng Nam Bộ qua ngòi bút miêu tả của nhà văn Đoàn Giỏi. Đập vào mắt chúng ta mỗi sáng thức giấc là những đàn chim bay về tổ bên trên những đồng nước mênh mông rợp bóng tràm. Cảnh quay đầu tiên của Đất Rừng Phương Nam sẽ tái hiện một chợ nổi đặc trưng của miền Tây Nam Bộ vào thập niên 1920 với hơn 300 diễn viên quần chúng. Từ hình ảnh hậu trường được đoàn phim chia sẻ, có thể thấy một cổng chợ bề thế được dựng lên với biển hiệu của các cửa tiệm được vẽ tay mang nét cổ xưa như tiệm vàng cầm đồ kim sang. Hệ thống kênh rạch của đường tràm cũng giúp đoàn làm phim dàn cảnh hàng chục chiếc ghe thuyền tập hợp làm nên một chợ nổi đậm chất miền Tây. Tối ngày 21 tháng 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh khai trương tuyến phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu nhằm thu hút khách tham quan, giúp phục hồi kinh tế trên địa bàn quận nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh nói chung sau dịch Covid-19. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền đi vào hoạt động sẽ phát huy lợi thế sẵn có, gia tăng kết nối giữa các địa phương, thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuyến phố Nguyễn Thượng Hiền đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu dài khoảng 368 m, thuộc phường 4, vốn nổi tiếng với các món ăn vặt và du khách cũng thường xuyên ghé tham quan ăn uống ở khu vực này. Trước đó, năm 2019, tạp chí Time Out của Anh đã bình chọn quận 3 thuộc top 20 khu phố tuyệt vời nhất thế giới. Khu du lịch sinh thái đầm Vân Long thuộc địa phận huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng châu Thổ Bắc Bộ, được công ước Ramsar quốc tế công nhận là khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam, khu Ramsar số 2360 của thế giới. Đầm Vân Long được công nhận là nơi có cảnh quan thiên nhiên độc đáo phong phú của vùng đất ngập nước, khi sở hữu hệ sinh thái đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Đến với Vân Long, du khách có thể tản bộ dọc bờ đê, ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên núi non hùng vĩ. Hấp dẫn hơn nữa, du khách xuống thuyền đi khám phá vùng đầm nước với vô vàn điều thú vị, trẻ từng đợt lau sậy để khám phá một không gian vô cùng thư giãn và yên bình, như bức tranh thủy mặc thiên nhiên với bốn bề xung quanh là những dãy núi đá vôi mang hình dạng đúng với tên gọi như là núi Mèo Cào, núi Mâm Xôi, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Nghiên, núi Mồ Côi, núi Cô Tiên. Hiện nay nơi đây trở thành khu du lịch trọng điểm của quốc gia. Khi sở hữu hai kỷ lục của Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam, đó là nơi có số lượng cá thể vọc mông trắng nhiều nhất và nơi có bức tranh tự nhiên lớn nhất.
Đầm Phước Long không chỉ có những giá trị về bảo tồn đa dạng sinh học mà còn là nơi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hiền hòa và trong lành, là địa điểm du lịch lý tưởng giúp con người gần hơn với thiên nhiên, xây dựng ý thức trách nhiệm về bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn bảo tồn các danh lam thắng cảnh được các tổ chức quốc tế công nhận. Vườn quốc gia Bến En, vườn quốc gia Cát Tiên, vườn quốc gia Quốc Phương, vườn quốc gia Dương Bông Rai và khu dự trữ thiên nhiên Đồng Châu, Khe Nước Trong là những điểm đến thuộc đề cử cấp 7 điểm du lịch sinh thái trong khuôn khổ chương trình cấp 7 ấn tượng Việt Nam 2022. Với hơn 220 đề cử gửi về, chương trình cấp 7 ấn tượng Việt Nam 2022 đã mang đến nhiều bất ngờ cho độc giả. Nhiều điểm đến mới lạ chưa được nhiều người biết trên khắp cả nước đã được khám phá, giới thiệu đến cộng đồng yêu du lịch. Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra kết quả bình chọn và dự kiến công bố top 7 ấn tượng Việt Nam 2022 vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đó, sẽ có 35 điểm đến trở thành điểm du lịch ấn tượng nhất Việt Nam năm 2022, chia đều cho 5 hạng mục: thác nước ảo diệu, điểm du lịch sinh thái, công trình kiến trúc độc đáo, điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng và cảnh đẹp bất ngờ khi nhìn từ không trung. Giải thưởng ẩm thực thế giới lần thứ 3 đã công bố danh sách giải thưởng của năm 2022. Theo đó, Việt Nam đã vượt qua các đối thủ rất nặng ký trong khu vực như Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan để trở thành điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2022. Marina Van Staden, giám đốc giải thưởng ẩm thực thế giới cho biết, kết quả giải thưởng dựa trên cuộc tìm kiếm các thương hiệu ẩm thực hàng đầu thế giới kéo dài một năm. Các chuyên gia trong ngành ẩm thực và công chúng sẽ cùng tham gia vào cuộc bình chọn và ứng cử viên giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ là chủ nhân của hạng mục giải thưởng đó. Những ứng cử viên chiến thắng giải thưởng ẩm thực thế giới năm 2022 là những thương hiệu đã nỗ lực nâng tầm sự xuất sắc của ẩm thực trên thế giới. Sở hữu lịch sử ẩm thực phong phú, chia sẻ văn hóa đặc sắc, hương vị đặc trưng và độc đáo, cùng phương thức chế biến riêng biệt, các món ăn của Việt Nam là sự kết hợp hài hòa, hoàn hảo và đầy tinh tế. Ẩm thực Việt Nam là một thành viên chủ lan tỏa mọi nẻo đường, công bố và mạnh mẽ vươn xa ra thế giới, không cần thu hút các du khách yêu thích ẩm thực tới và thưởng thức. Thưa quý vị, vào những ngày chuyển mùa vào xuân, mọi việc dường như trở nên. Alo. Hôm nay là sáng thứ hai, bây giờ trên đường ra đường Cộng Hòa nè, trên đường Cộng Hòa hôm nay là ngày 26, ngày 26 là tất cả các chúng ta đã nghỉ được 2 ngày lễ bên Công giáo, đúng không? 2 ngày tự nhiên cái 2 cái ngày này nó trở lên nó rất là lạnh, đúng không? Không phải là rất lạnh nhưng mà nó lạnh so với những cái ngày thường. Công nhận trời cũng mẹ thiên nhiên cũng chiều lòng của rất nhiều người, đúng không? Thấy hôm nay giờ này là 9 giờ kém mà trời nó nắng. Mà khi mà trời nắng á, trời nắng mà gặp mà lạnh á, thì khi mà ra ngoài nắng nó rất là ấm, ấm mát. Còn khi mà trời mà nóng á, mà ra ngoài nắng như vậy nè, cái nắng á, nhìn cái màn hình là nó cũng rất là nắng, thì nó rất là oi bức, khó chịu, đúng không? Nên là người ta nói trời ấm, trời ấm là như vậy, nắng ấm là khi mà trời lạnh á, thì nắng sẽ trở thành ấm. Nhưng mà cái nắng này á, theo như quan sát nó chỉ là đốt từ giờ tới trưa thôi là sẽ nóng trở lại, đúng không? Hai ngày nghỉ Noel là các bạn, tất cả mọi người đã đi đâu, đã có những cái gì vui không, đúng không? Noel chiều lòng, Noel là ngày lễ, ngày Tết của bên Công giáo và cũng là những cái ngày của những cặp đôi, đúng không? Hứa hẹn, đúng không? Giờ nói về cặp đôi đi. Những người yêu nhau người ta sẽ nói là em sẽ nhận lời yêu anh vào đêm Noel đó chẳng hạn, đúng không? Hoặc là em sẽ trao anh vào đêm Noel, có không? Rất là nhiều.
nên là Noel là cũng là ngày vui của tất cả mọi người, của nhiều người. Ngoài cái vui đó, đối lại cái vui là những cái buồn, đúng không? Thật sự như là những cái ngày bình thường á, thật sự những người mà gọi là yêu nhiều đi, bắt cá nhiều tay đi, thì người ta sắp xếp được, ta sắp xếp được là giả sử như là hẹn thứ ba, thứ tư, thứ năm này này kia, bận việc này kia thì được. Nhưng mà đúng về cái ngày ngày lễ chẳng hạn đó, đúng vào cái ngày lễ thì chỉ có một ngày thôi, giờ nó cũng có nhiêu đó thôi. Khi mà một anh chàng nào đó mà quen với nhiều người đó, tới ngày đó là coi như là cũng rất là nhức đầu, phải khéo lắm á, thì mới sắp xếp, và may mắn lắm thì mới giữ được tất cả những người của mình, đúng không? Những con cá của mình đó. Nên là tất cả những cái vấn đề nó cũng xảy ra vào cái đêm Noel rất là nhiều, giống như hồi nãy nói ấy, là những lời hứa, những lời hẹn, rồi là những sự chờ đợi. Nhiều khi người ta sẽ chờ đến những cái ngày đặc biệt á, để mà người ta dễ nhớ. Nhưng mà có những người á, mà người ta tổ chức đám cưới đi, tổ chức hôn lễ cưới hỏi mà vào những ngày lễ đó là không nên, là tại vì á, là thật sự đó là những ngày đặc biệt dễ nhớ. Nhưng mà nếu mà về để mà vui, đông vui á, thì những cái ngày đó là người cũng kẹt cho những người được nhận thiệp mời, đúng không? Người ta đi chơi mà, bị những ngày đó người ta có kế hoạch đi chơi, người ta được nghỉ vài ngày. Giả sử như là hôm Noel là giả sử như bên nói về bên đạo đi, thì người ta sẽ nghỉ ngày thứ 6, hoặc là có những cái công thứ 6 là Noel đúng không? Ê, thứ 7 chứ. Ê, thứ 7 chủ nhật. Thứ 7 chủ nhật. Thì có thể là thứ 6 người ta đã lên kế hoạch người ta đi chơi rồi. Tùy theo những người ta làm về công việc này kia, và cũng tùy có những cái công ty hay có những cái cơ sở mà người ta ưu tiên cho những người bên đạo để được nghỉ Noel vậy đó, cũng như những ngày Tết Khmer hay này kia thì người ta cũng được nghỉ vậy, đúng không? Cũng cho nghỉ thì tinh thần người ta sẽ sảng khoái hơn, khi mà được khi mà đi làm lại người ta sẽ cảm thấy nó vui, cảm thấy người ta được trân trọng chẳng hạn như vậy. Đó, tiếp tục về đêm Noel đúng không? Về cái mời đám cưới á, thì nói chung là đám cưới đi, hay là những cái đám gì mà lớn lớn xíu ấy, thì là ta có kế hoạch đi chơi, hoặc là thật sự là người ta cũng có những cái cuộc vui riêng của gia đình, để sự người ta tổ chức ăn uống hay này kia, gia đình hay này kia đó, mà trong khi đó lại có một cái tiệc nữa thì cũng làm khó cho cả hai bên, đúng không? Không đi thì cũng không được, không đi nó sẽ sự kết nối nó sẽ giảm đi, hoặc là nó sẽ bị đứt đi, đó là sự thật. Nên là khi mà nhận được thiệp mời, thiệp cưới này kia cũng đâu phải lúc nào cũng vui đâu. Mặc dù mình đến mình chia vui, nhưng mà trong lòng mình á là lại buồn. Buồn có những người là kinh tế cũng không có được thoải mái, thì đi thì phải có tiền mừng, hoặc là người ta có việc gì đó trong những ngày lễ, người ta hay đi chơi, hay tổ chức đại gia đình người thân của người ta. Đó. Nói chung là đám cưới đi, đám cưới thì không nên tổ chức những ngày đặc biệt, giống như ngày lễ Noel nè ha, rồi ngày Tết Tây nè ha, Tết Tây á, hoặc là Tết Tây cách đây sau một tuần Noel này cũng có một người trong bà con cũng tổ chức đám cưới vào ngày Tết Tây, nó cũng hơi kẹt ha, đúng không? Tết Tây là được nghỉ mà. Bây giờ là đang đi đại lộ Trường Chinh. Trời là buổi sáng rất là có chiếc xe đẹp quá kìa. Đó, chiếc xe này là chiếc xe màu đen. Phía
để chạy sau nó nghe. Nó vẫn mang không khí Noel trên đường phố, đúng không? Đây là chiếc xe Captiva của Kia. Chiếc xe này á, là bây giờ là người ta rất là thích nha, rất là chuộng. Cái mẫu nó nhìn nó đẹp, cái mẫu nó nhìn nó đơn giản, đơn giản mà nhìn nó cũng sang trọng á. Kiểu như chiếc xe này á, là nó to lắm, nó to nên là nhìn chắc chắn là nó sẽ đầm, nó to nó đầm, mà nhìn cái dáng của nó nhìn nó đơn giản ha, nhưng mà đầy đủ hết á. Của hãng Kia Hàn Quốc. Bây giờ thương hiệu Kia, Hyundai đồ này kia là coi như là tràn ngập đường phố hết trơn. Mà ở Việt Nam có cái thương hiệu VinFast này kia cũng mỗi lần mình đi mình đếm là thường thường cũng có nhiều thương hiệu. Mà bây giờ người ta lại không sản xuất cái xe xăng á, chuyển qua xe điện á, thấy cũng ổn. Chiếc xe này vẫn còn mang không khí của Noel, đằng sau là một cái băng hoa, đằng trước là hai cái tầng lọc, không, hai cái sừng của con tầng lọc. Nó nói về những đêm Noel và những ngày lễ thì có những cái mối quan hệ sẽ bị rạn nứt, sẽ bị chấm dứt hoặc là sẽ bị giảm đi, chẳng hạn như vậy. Như nãy nói á, giả sử như là có những cái cuộc hẹn hò thì giống như cặp đôi nhau á, hoặc là có tình cảm với nhau á, thì thường thường á, ngày thường thì dễ hẹn, hôm nay bận thì hôm khác người ta không có để ý, đúng không? Nhưng mà ngày Noel á, Tết có mấy cái dịp mà nhiều khi là cặp đôi hay chia tay hoặc giận hờn nhau á, hoặc là này kia, là bị gì, do là cái tình cảm của người ta không có kiểu như là chung thủy, không dần từ chung thủy mà không có kiểu như là chưa có thật lòng á. Nhưng mà nếu mà tình cảm mà nó chưa xác định, chưa thật lòng thì có gì xảy ra cũng không có gì mà buồn, đúng không? Khi nào mà tình cảm nó sâu nặng hay này kia mà có gì xảy ra thì mới là buồn. Đó, lại gặp một chiếc xe Captiva màu trắng, không đẹp không? Nó đang xuống hầm kìa. Màu trắng thì rất là đẹp, màu trắng rất là chuộng. Hồi nãy là màu đen, bây giờ là màu trắng. Nếu mà có điều kiện á, mua chiếc xe này được, giá cả này kia cũng được. Mà hình như là nó lên dữ lắm nha, hồi đầu năm có 4,5 triệu mà bây giờ lên tới 7,8 triệu luôn rồi đó. Rồi rất là thoải mái, đi xa này kia rất là đậm, đúng không? Màu trắng là được nhiều người tư chủ, nhiều người mua sắm. Không, cứ đi trên đường ấy là thích gì nói nấy, nhưng mà nói trong một cái phạm vi là chuẩn mực. Xe này màu trắng, cái biển số 51K là mới á nha, mới. Đó, lại tiếp tục nói về cái những cái đêm đặc biệt, thường thường những cái tình cảm về trai gái á, thì nó hay để ý là đại sự như là 30 tháng 4, rồi là 1 tháng 5, 30 tháng 4 thì là thường thường 2 ngày đất lịch nghỉ nha, rồi là 2 tháng 9, rồi là Noel, đúng không? Noel, nếu mà quen chơi chơi thì không ai để ý, nhưng mà nếu mà mình đặt một cái tình cảm nào đó mà để cho người ta tin tưởng mình thì cái ngày đó là mình phải, ngày đó hoặc là những ngày thường là mình cũng phải là trọn vẹn với người nào đó, đúng không? Chẳng hạn vậy, chẳng hạn trong một điều kiện là tùy theo từng người, tùy theo từng hoàn cảnh nữa, ở .. chẳng hạn như vậy. Thì đây nói những cái người mà người ta còn tương đối trẻ,
còn trẻ đi, đang yêu nhau đi, thì người ta sẽ chú ý vào những ngày để mà cặp đôi đi chơi, cặp đôi sẽ hứa hẹn cho nhau cái gì đó, đúng không? Là ngày như 30 tháng 4, 1 tháng 5 nè, rồi ngày 2 tháng 9, còn ngày nào mọi người lễ tình nhân là 8 tháng, nhiều à ngang, nhiều lắm á. Là 30 tháng 4, 1 tháng 5, rồi là 14 tháng 2, rồi là 8 tháng 3, rồi 30 tháng 10, 20 tháng 10, rồi Noel, đúng không? Đó, những cái người mà người ta yêu nhau là người ta đòi hỏi những cái ngày đó phải ở bên nhau, và những ngày đó mà không ở bên nhau là biết rồi đó. Thì trong tình cảm mà nhiều khi cái cảm xúc nó đâu có đi cùng nhau đâu. Sự người này mà yêu người kia quá thì sẽ để ý những ngày đó, còn người mà không yêu thì nó ngày đó tôi bận hoặc này kia thì tự hiểu đi, tự hiểu rồi, đúng không? Những ngày đặc biệt như vậy mà không có quan tâm nhau, không có ở bên nhau là hiểu rồi, cái chi phải nói, chi phải nói. Những người có những người rất là gọi là ta gọi là cái gì đó, cố chấp hoặc là không chịu chấp nhận sự thật. Những cái ngày đó người ta đi đâu đâu không, người ta cũng chỉ là hỏi thăm mình cho có lệ, bởi vì cái thân xác đâu thể chia ra làm 2, 3, 4, 5, 6 đâu. Nên là người ta coi như quan trọng cái tình cảm nào nhất thì người ta chăm sóc thôi, thì phải hiểu thôi, chứ sao. Hay là cố tình không hiểu thì chẳng hạn như vậy, thì là những cái cuộc tình người ta sẽ nhận ra được cái ngày đó là có là của mình hay không, hay là có nên tiếp nối hay không, hay là có nên sâu đậm hay không, hay là gì đó đủ thứ, đúng không? Nhưng mà tình cảm mà không có sâu đậm thì như giống như là quen chơi chơi cho nó vui, được nhận trao nhiêu thì nhận bao nhiêu trao bao nhiêu thì nhận bao nhiêu đó. Nên là những cái ngày đặc biệt đó là sẽ có những cái quyết định đó. Giả sử như một anh chàng nào đó quen một người nào đó, quen hai ba người đi, nhưng mà những cái ngày đó là anh ta sẽ chọn một người mà anh ta cảm thấy là thương nhất, cảm thấy là muốn gắn bó lâu dài nhất đó, thì anh ta sẽ đi chơi với, hẹn hò với người đó. Còn những người kia là coi như là kể như là còn giữ được mối quan hệ thì được, còn không thì thôi. Vì trong tình cảm mà nhiều khi là một là chung thủy, là cảm xúc, hai là quen vui đó, thì mỗi người có những cái nhánh riêng của cái cảm xúc của mình. Nhưng mà những ngày quan trọng đó là bắt đầu là dễ nhận biết, dễ quyết định được. Giả sử như một cái cô nào đó yêu một anh nào đó, không, trong một cái tháng tháng 7, tháng 8 đi, không, bây giờ là những cuộc hẹn hò, những cuộc đi chơi cà phê cà pháo này kia là rất là chuẩn, đúng không? Đó, cô ta sẽ chăm chăm để tới ngày chờ đợi tới ngày đặc biệt đi, sẽ là một ngày vui cho cả hai người, sẽ hẹn hò nhau đi Đà Lạt, không, hay đi đâu nó xe, đúng không? Ngày đó là em sẽ chính thức là của anh chẳng hạn, sẽ chờ đợi, đúng không? Cái chờ cho đến ngày Noel đi chẳng hạn, đó là hẹn hò nhau. Nhưng anh đó là đâu có đâu, anh đó bắt cá hai tay mà. Nhưng mà có một người kia là người ta sâu đậm, người ta xác định hơn, đúng không? Thì đâu có thể nào mà một mình mà hẹn một đêm Noel mà hai người được, hay là đi chơi Đà Lạt hay là một cái nơi nào đó xa xa là phải đi 2-3 ngày thì làm sao đây, bây giờ anh biết làm sao đây, thân xác này anh chia như thế nào đây. Thì ngày đó là những ngày, là một ngày rất là đáng nhớ của cô gái mà bị từ chối. Thì lúc đó là cũng đã hiểu rồi, nhiều khi là tình cảm lúc đó là cũng sâu đậm rồi, là cũng đau khổ chứ, đúng không, cũng buồn chứ.
còn anh ta vẫn giữ cái mối mối mà anh ta cho là rất là yêu, rất là thương và có thể là sẽ tiến tới lâu dài chẳng hạn. Trên cuộc sống này có đủ thứ, cái gì cũng có sẽ xảy ra, nguyên nhân và kết quả. Nên là có thể những cuộc tình người ta sẽ kết thúc vào những cái ngày này, vào những cái ngày đặc biệt. Và những cuộc tình người ta sẽ cảm thấy gắn bó vào những ngày đặc biệt. Nên tóm lại là những anh chàng và những cô gái, nếu mà cảm thấy mà yêu thương ai đó mà mình cảm thấy được thì mình nên chung thủy nè. Thứ nhất chung thủy, thứ hai là chỉ một mà thôi, chứ bây giờ anh bắt cá hai tay thế nào người ta có phát hiện được, đúng không? Còn không thì chỉ là tình cảm kiểu như là vui vẻ thôi. Chứ nếu mà tình cảm mà chân thật thì khó mà có thể mà trọn vẹn cho hai ba người một lúc hết, khó lắm. Mà lại nhức đầu nữa chứ, phải nói dối rất là nhiều. Mà nói dối á, thì là phải có trí nhớ tốt. Bởi vì khi mình nói dối á, hôm nay mình nói vậy, ngày mai mình quên. Nên là trí nhớ tốt, tinh thần tốt này kia thì hãy nói dối. Còn không thì thôi mình cứ sống với, thật với lòng mình đi. Có sao mình sống vậy, có sao mình trao vậy. Mà mình phải chấp nhận là mình cho bao nhiêu thì mình nhận bao nhiêu, đúng không? Thì mình nhận được thì mình sẽ cho. Mà có những cái mà người ta cho mà mình không nhận, mình không nhận. Cho đây là cho nhiều thứ, nhiều khi là có thể là giúp đỡ, hay là về một vật chất gì đó, hay là về một cái tình cảm nào đó, là cũng là cho. Có cái mình đâu có nhận đâu. Thật sự mình không thương yêu một ai đó thì người ta cho cái tình cảm thì sao mình nhận được, đúng không? Thì mình phải đưa cái tín hiệu là mình không nhận để người ta biết, để người ta đừng có gửi gắm, người ta đừng có tin tưởng, người ta đừng có cho mình nữa đó. Thì đó mới là cho cuộc sống nó yên bình, cho chính bản thân mình và cho những cái người mối quan hệ. Thôi hôm nay là một ngày thứ hai, trời bắt đầu nắng lên rồi đó. Trời nắng lên, hôm nay là 9 giờ rồi, giờ này 9 giờ rồi, sắp tới chỗ làm rồi. Còn mấy ngày nữa là sẽ tới Tết Tây. Tất cả những ai có những cái quyết định gì hay có những cái thay đổi gì là người ta hay đợi những cái ngày đặc biệt nè, Tết Tây nè, hoặc Tết Ta, đúng không? Giống như là Tết Ta, khi nghỉ Tết Ta xong là khi mà đi làm là sẽ làm một công việc mới, một cái quyết định mới, đúng không? Nhưng mà mong tất cả mọi người sẽ được bình yên, hướng tới một sự bình yên là tốt nhất. Làm cái gì cũng bình yên, phải nghĩ đến người thân gia đình, đúng không? Người thân gia đình mình trước cái đã, và đừng có làm những cái gì mà nó tổn hại đến người khác. Những cái lời nói cũng nên là suy nghĩ trước khi nói. Nếu mà những cái lời nói về chỉ trích nè, góp ý nè, và những người mà đừng bao giờ nói không đúng sự thật, đúng không? Bịa ra để mà nói xấu người khác là cũng không được. Và những người đó là trước hết là xấu rồi, đúng không? Và để cho tình hình, để cho mình này kia, là mình chắc chắn là ai đó nói mình á, thì mình phải nghe trực tiếp cơ, đúng không? Nghe trực tiếp từ người đó nói mình, coi điều đó có đúng không. Nói những cái nhược điểm của mình, nói những cái của mình á, những cái mà hành động không tốt của mình á, có đúng không, mà phải nghe trực tiếp nghe. Còn như mày đừng có nghe kiểu như là hai ba người nói á, thì nội dung nó sẽ bị lịch lạc đi. Những người nào ác ý sẽ thêm nội dung, thêm những cái sự ác ý đi chẳng hạn như vậy, hoặc là người con đặt chuyện lên nữa chứ không phải là bình thường.
đó thôi, sắp tới chỗ làm rồi, còn nói được nhiều nữa, còn có những cái chia sẻ nhiều nữa, thì là từ giờ đến qua năm hoặc qua năm sẽ có những cái lần nói chuyện nhiều hơn, nói để mà giải tỏa cái tâm lý, cái cảm xúc, cái suy nghĩ của bản thân mình trước cái đã, đúng không? Còn như mà phù hợp với ai đó thì cũng có thể 5-7 người hay là một số nào đó nó phù hợp thì là sẽ cũng được, sẽ cùng nhau mà nghe chẳng hạn, hay là thấy cái gì mà nó nghe được thì mình tiếp thu, mình giữ lại, còn cái nào nó không được thì thôi, giống như một bình trà, giả sử như những cái nào mà nó khó nghe, những cái nào mà nó ấy thì mình coi như mình cho nó bay vô hơi trà, không hơi nước, đúng không? Còn cái nào mà mình không, chưa thể nào mà quên được, chưa thể nào mà bỏ đi được thì mình pha loãng nước ra, pha loãng cho nó nhẹ bớt đi đó, chẳng hạn như vậy. Bình trà, không, công thức bình trà, công thức bình trà và ly uống trà, thấy chưa? Hay nấu trà đi, nấu cho những cái gì mà nó ấm ức, những cái gì mà không hài lòng, những cái gì mà nó bực bội, cho nó bay hơi hết đi. Để xong một cái, sau nấu một ấm trà xong á là mình sẽ cảm, ấm nước á mình sẽ cảm thấy thoải mái, đúng không? Xong rồi còn những cái nó lắng động mà mình không thể nào mà cho nó bay hơi được thì mình bắt đầu mình pha loãng nó ra. Rồi bye bye, xin chúc chúng ta sẽ có một cuộc sống bình yên, có những ngày cuối năm thật là vui vẻ, đúng không? Hướng tới một cuộc sống bình yên, tâm phải bình thì cuộc sống mới bình yên. Bye bye.